Sau hiệu ứng mạnh mẽ từ những hình ảnh cực ấn tượng trong phim Nhắm mắt thấy mùa hè quay lại Hokkaido, Nhật Bản, đài truyền hình NHK World của Nhật Bản đã có lời mời nữ diễn viên chính của phim là diễn viên Phương Anh Đào tham gia chương trình quảng bá du lịch Nhật Bản được phát sóng không chỉ trên kênh truyền hình NHK World TV ở 140 nước trên thế giới mà còn được phát sóng trên NHK World App Streaming. Và tập 2 phát sóng trong lần này thì Phương Anh Đào là nhân vật chính đến thăm Hokkaido vào mùa đẹp nhất trong năm, dẫn dắt khán giả trải nghiệm những cảnh đẹp, văn hóa, con người, ẩm thực riêng biệt của Hokkaido. ある日突然全てを忘れてしまうとしたら、あなたは一番何を覚えていたいですか? Nhắm mắt thấy mùa hè được khán giả Việt khen ngợi, chỉ cần bấm nút dừng ở bất cứ phân đoạn nào trong phim thì chắc chắn bạn sẽ có ngay một tấm hình nền chuẩn không cần chỉnh. Những địa điểm trong bộ phim thậm chí còn không được nhiều người Nhật biết đến. Vì thế, đài truyền hình NHK World Nhật Bản mong muốn được khai quật lại những cảnh đẹp xung quanh thị trấn Higashikawa, Hokkaido để phổ biến rộng rãi hơn với người Nhật và bạn bè thế giới. Nhận thấy đây cũng là một cơ hội rất tốt để ngược lại giới thiệu Việt Nam đến thế giới thông qua điện ảnh. Vì trong chương trình sẽ trích dẫn rất nhiều tư liệu của bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè. Nên mặc dù đang bận rộn chuẩn bị ra mắt một dáng phim khác, Chàng vợ của em, nhưng sau khi nhận lời mời, diễn viên Phương Anh Đào đã gấp rút sắp xếp thời gian gặp gỡ với ekip Nhật Bản để cùng thực hiện dự án lần này.